được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. 7 năm không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng với Hugo Music System, khoảng thời gian từ 2012 cho đến 2019 là những năm rất quan trọng đối với họ. Chỉ trong từng ấy năm, họ đã trải qua tới 3 đời âm ly tích hợp, từ H300, H360 và giờ là H390. Mỗi thế hệ mới hơn lại đem đến những sự cải thiện đáng kể về công suất, tính năng và công nghệ. Tất nhiên giá thành cũng sẽ cao hơn khi chuyển thế hệ như vậy, nhưng điều đó hoàn toàn dễ hiểu và có thể chấp nhận được, bởi lẽ chúng hoàn toàn xứng đáng với số tiền mà người nghe bỏ ra. Tuy nhiên, khi đã hiểu về vòng đời của các âm ly tích hợp, nhiều người hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng các preamp của họ trong suốt quãng thời gian này không hề thay đổi. Hiện tại vẫn chỉ có hai thiết bị là P20 và P30. Điều gì khiến cho preamp của Hugo Music System không hề thay đổi chút nào trong suốt thời gian qua? Phải chăng do họ cảm thấy rằng công nghệ hiện tại chưa thể đáp ứng được, dù rằng đã có rất nhiều thay đổi, hay là vì những chiếc preamp này vẫn còn tốt đến mức hiện tại vẫn chưa cần phải thay thế? Theo các kỹ sư từ Hugo Music System, ý tưởng đằng sau chiếc preamp P20 là một sản phẩm trong phân khúc sơ nhập thuộc hệ thống preamp Power Amp rời với mức giá phải chăng và dễ tiếp cận. Thế nhưng, quan trọng hơn, đây còn là thiết bị đặt ra tiêu chuẩn mới về giá thành cũng như hiệu năng trình diễn. Trong quá trình thiết kế P20, các kỹ sư của hãng đã đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất trong tầm giá sơ nhập của họ nhờ áp dụng những công nghệ tiến bộ nhất ở thời điểm lúc bấy giờ. Đồng thời, chiếc preamp này còn được áp dụng những linh kiện vốn chưa từng được dùng trong các thiết bị audio để từ đó đem lại những hiệu quả bất ngờ về chất âm. Hugo P20 được thiết kế với một ngoại hình khá đơn giản và tinh tế, trực quan, bất cứ ai cũng có thể sử dụng được. Sự đơn giản hóa ấy còn đi cùng với yếu tố bền vững khi mà toàn bộ thiết bị được làm rất chắc chắn, với các mặt được làm từ những tấm nhôm khá dày dặn, không một cạnh sắc và dễ cầm tay. Khối lượng của P20 lên đến 10kg, khá nặng so với kích thước nhỏ nhắn, chỉ 8x43x30cm. Sở dĩ nói rằng Hugo P20 là một chiếc preamp khá đơn giản và trực quan vì nó không có màn hình hiển thị. Ở đây chỉ có hai núm xoay lớn bằng kim loại tách đều sang hai bên, chính giữa là nút công tắc power cỡ lớn của P20 cùng với một đèn LED xanh ở phía trên. Núm xoay bên trái là núm xoay chọn cổng đầu vào, bên phải là núm điều chỉnh âm lượng. Mặc dù có một chấm rất nhỏ trên núm xoay âm lượng để đánh dấu mức âm lượng đang được sử dụng, nếu ngồi từ vị trí nghe, chúng ta khó có thể thấy được chấm này. Trong khi ở phía núm chọn âm lượng, các cổng đầu vào được đánh dấu rất rõ ràng bằng đèn LED ở bên trái. Đi kèm với chiếc preamp này là một chiếc điều khiển RC8 quen thuộc. Chỉ ở trên điều khiển, người dùng mới có thể sử dụng nút mute. Lúc này, đèn LED báo chế độ hoạt động sẽ chuyển sang nhấp nháy thay vì sáng xanh thông thường. Cũng giống như hầu hết các preamp khác, P20 rất dễ lắp đặt, chỉ cần một người với thao tác và chút kiến thức là được. Chiếc preamp này có 3 chân đế, đảm bảo rằng nó có thể đứng vững trên bất cứ bề mặt nào. P20 được trang bị 5 cặp cổng đầu vào RCA, một trong số đó được thiết kế phục vụ cho mục đích tích hợp Home Theater và một cặp cổng đầu vào XLR. Về mặt cổng đầu ra, thiết bị có một cặp XLR và một cặp RCA. Hugo xác nhận thiết kế mạch của P20 là thiết kế mạch Balance. Thiết kế mạch này đòi hỏi sử dụng gấp đôi linh kiện, xây dựng thành hai đường mạch khác nhau cho từng bán kỳ âm, dương. Vì thế, cho dù P20 chỉ là preamp ở phân khúc sơ nhập, giá trị của nó cũng đã rất cao, lên đến $2,900. Là một thiết bị của Hugo Music System, P20 cũng được trang bị công nghệ Sound Engine. Để xử lý hiện tượng méo tín hiệu, các hãng thường sẽ dùng vòng lọc hồi tiếp toàn cục, tức là gửi một phần tín hiệu đầu ra về tầng đầu vào của thiết bị để sửa lỗi. Thế nhưng, Hugo lại sử dụng mạch Feedforward Sound Engine. Lúc này, mạch khuếch đại sẽ được kiểm tra độ méo tiếng. Nếu như phát hiện méo vượt ngưỡng cho phép, tín hiệu méo sẽ được đảo chiều và đưa về tín hiệu đầu ra để loại bỏ méo. Cơ chế hoạt động này cơ bản cũng khá giống với phương pháp của tai nghe chống ồn. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất của P20 chính là khả năng tái hiện các giải trầm của nó. Ngay cả khi đang ở trong một môi trường ồn ào, không hề tĩnh lặng, nhìn chung thì không phù hợp để nghe nhạc, người nghe vẫn có thể cảm nhận được các giải bass rất sâu, chắc chắn và có độ chi tiết, rõ ràng, tách bạch của chúng. Không chỉ có khả năng thể hiện âm bass tốt, P20 còn sở hữu chất âm tự nhiên đến mức bất ngờ. Dù cho không gian xung quanh có gây mất tập trung đến đâu, người nghe vẫn có thể chú ý dễ dàng đến âm nhạc phát ra từ hệ thống và choáng ngợp trước những gì có thể thể hiện. Các nhạc cụ đều được đặt ở một vị trí riêng, rất hiếm khi bị trộn lẫn vào nhau. Từng giọng hát đều thể hiện tốt địa điểm, không gian của riêng mình, tuy không quá rộng nhưng cũng không đến mức bị dồn nén, lộn xộn, chen chúc. Với Hugo P20, người nghe có thể thấy tất cả mọi thứ trong bản nhạc và chúng đều rất rõ ràng. Độ chi tiết từ hệ thống sử dụng preamp P20 có thể làm vừa lòng bất cứ ai yêu nhạc, thích nhạc chất lượng cao, đồng thời còn toát lên vẻ tự nhiên, hiếm preamp nào trong tầm giá này làm được.
Những thiết bị âm thanh chất lượng cao đòi hỏi phải trải qua quá trình thiết kế và sản xuất nghiêm ngặt. Đồng thời, người thiết kế chúng cũng cần có một lượng kiến thức phong phú. Hegel đã chứng minh rất tốt điều này với chiếc Priam P20, một sản phẩm duy trì truyền thống, thiết bị chất lượng cao, giá thành hợp lý của họ. Nhìn chung, chiếc Priam này có một chất âm khá thực và trung tính, nó cho phép thể hiện hết sự đẹp đẽ, tách bạch của chất âm, từ tiếng người cho đến tiếng nhạc cụ, và không thể không kể đến khả năng tái hiện các giải bass cực kỳ ấn tượng. Đây là một thiết bị cho phép tái hiện lại những bản thu chất lượng cao một cách gần với thực tế nhất có thể. Và với những gì làm được, với mức giá 2.900 đô la của nó, có lẽ cũng không phải là gì quá cao. Hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm một lựa chọn khác cho hệ thống âm thanh của mình. Còn bây giờ, thời lượng của video ngày hôm nay đã hết. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.